nóng, hướng dẫn khai thác quặng hổ phách trong sự kiện khủng long Play Together. Mở đầu video, mình sẽ trả lời cho câu hỏi, quặng hổ phách để làm gì? Trong bản cập nhật Play Together lần này, nhà phát hành đã thêm vào tiệm chế tác rất nhiều vật phẩm mới. Và trong đó, trang phục bé khủng long Jerry và Cherry cũng như xe địa hình cần rất nhiều đá hổ phách. Vì vậy, người chơi cần phải chăm chỉ tìm kiếm loại khoáng sản mới này để có thể chế tạo được toàn bộ các vật phẩm trên. Đầu tiên, chúng ta phải hiểu, hổ phách chỉ có thể khai thác được từ trong mỏ quặng đặc biệt. Những mỏ quặng này có đặc điểm là xuất hiện ở 3 khu vực bao gồm Plaza, khu cắm trại và khu trung tâm. Tuy nhiên, người chơi chỉ nên tìm kiếm ở Plaza. Lý do là khu trung tâm rất rộng, còn khu cắm trại thì nhiều vách núi cao, việc di chuyển sẽ rất mất thời gian. Ngược lại, chúng ta có thể sử dụng tính năng chơi game để dịch chuyển nhanh chóng giữa các khu vực trong Plaza. Thông tin thêm, đó là trung bình cứ 3 đến 5 phút, một mỏ quặng hổ phách sẽ xuất hiện và số lượng tối đa là 2 mỏ trong một lần. Mỗi mỏ quặng sẽ cung cấp từ 3 đến 9 hổ phách, đặc biệt, người đầu tiên và người cuối cùng khai thác có tỷ lệ gần như chắc chắn nhận được loại khoáng sản này. Sau đây là bản đồ vị trí các khu vực thường xuyên xuất hiện đá hổ phách, các bạn có thể tham khảo nhé. Hiện nay, tại phố Việt rất đông người tham gia khai thác quặng gây nên tình trạng khan hiếm đá hổ phách. Để khắc phục tình trạng này, bạn có thể du lịch đến các thị trấn vắng người khác để thu thập hóa thạch. Ngoài ra, chúng ta có thể thực hiện nhiệm vụ hàng ngày của tiến sĩ cổ bác cùng trợ lý để nhận về rất nhiều đá hổ phách đấy. Vừa rồi là hướng dẫn thu thập đá hổ phách của mình, nếu thấy hữu ích hãy thả tim cho mình nhé. Chúc các bạn chơi vui!